Đấy, chúng ta đi ông ạ. Đấy, cái này cái táo ấy cái gì? Cái đu này hả? Đu này để có thêm baby nữa cho nó chơi. Nó xài không? Gỡ qua nhà. Cho mấy nhóc chơi. Chờ ai chơi đâu mà để cho chặt luôn. Chắc không? Qua tháo. Có cái sao hơi đồ đấy. Con mà tôi không để. Có cái sao hơi đồ đấy nhưng mà biết đâu đừng. Nhỡ mày có baby nữa sao để này? Chính hai cục thang lại về nữa này. Ngoài táo, trái táo này quý vị ơi. Táo to. Gấp nó lại. Gấp lại cho đứng không. Đừng nó ấy. Nhiều khi em muốn làm gì cao cái em phải chạy nó lại chở tới chở luôn. Đi về đây. Là táo xài quá trời. 20 ngàn đồng của thằng ấy. Hôm nay đến đây má lừa 20 ngàn nó bỏ chạy để được của thằng. Cái này lại là một chỗ. Quá trời. Này, kể táo. Quá trời. Cái đế xích đu này chắc cho á, tháo đi. Cái vợt câu cá nữa kìa. Cái vợt câu cá nó nhiều không thông. Mà mình cũng mang về nhà khi nào cần đi câu có cái mà vợt này quá trời táo một cây rừng táo đây là đang nướng barbecue thịt này thịt bò nướng quý vị quá trời đang nướng đây ướp sẵn là nhà người bò nó ướp sẵn rồi. Trong đây quay thịt bò lại gặp nhau nữa rồi gặp nhau cuối tuần quay bao nhiêu bảo tố lại nhiều quá vậy hả đấy, 9 giờ gió quá trời. Vlog Vivoman nhớ đăng ký kênh nha mọi người. Sao mẹ Thuế bữa nay thực đơn gồm những gì? Bò nướng này cái gì nữa đó? Cá hồi hả? Hồi ăn sống hả? Thịt bò ngon. Hôm nay nắng ráo đẹp quá vậy ta. Nắng đẹp mà hồi nãy con mưa đằng kia quá trời kìa. Mưa quá trời mưa. Nãy con mưa nó sắp nó chớp. Rồi. Mưa tới giờ. Chạy nó đủ lo. Rồi từng vầy rồi. Không bỏ, cái bầu rồi đó giờ. Dâu, chục cây rồi giờ nó mới có 2 cây. 2 cây bầu. Không biết được ăn không đây. 2 cây bầu. 2 cây bí và 2 cây bầu. Bí đỏ. Bí đỏ ngon ngon. Cái này. Bầu bí giống nhau. Bầu bí giống nhau. Muốn bò. Muốn bò rồi. Đây nó có nhiều rau không? Rau gì? Chưa. Sao có gì mới ông Việt? Niềm vui mới à? Bữa nay nghỉ à? cuộc sống mới đấy có dưa leo cá hồi sa mần quấn này đấy quá dữ quá thơm ngon bổ dưỡng cái ghế này đi ha, kéo qua đây, kéo nhiều quá. Đây. Dưa leo. Vậy nay không kêu bác Thông hái rau diếp bên nhà bác Thông qua. Rau diếp ấy. Salad. Salad.
vườn của thông là rau là tốt rồi. Nay ăn được. Em không. Có không ạ? À? Chắc con anh bận với ạ. Cô có để ở đấy đâu mà sợ. Mẹ chết rồi. Chắc cái thịt nữa rồi. Bia bia. Giờ lật ra. Không, lật ra. Đó, lật đi xong rồi lật qua lật lại lần nữa. À, thịt nướng thịt bao ngon. À, mua Costco phải không mẹ Quế? À. Rồi đại vô. Đại sợ em miếng nữa là. Cho vô luôn này. Từng về thì thôi hả, không còn nữa không, đông người mà đã hết rồi. Kỳ, hôm nay trời đẹp nha quý vị. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Cứ đại đi, cho hết vô luôn này. Tại vì có mỗi nửa bên này thôi, mấy cái bên kia đâu có bật à. Này, con mới bật rồi. À, bật rồi hả? Thôi, cho hết vô luôn đi. Cho hết vô luôn. Vâng. Nướng ăn cho nó... Hello, chào chị. Này, chị Quế hả? À, nhìn giống y chang à. Ừ. Mới qua. Ừ. Anh bác không hỏi xem chị còn độc thân không? Không, cảm ơn. Đừng có cám dỗ ra. À, xem hết vào. Cám dỗ, còn mới qua căn làm sao? Bên nhà nó liền. À. Hỏi đi anh thôi. Rồi. Ừ, mẹ Quế không thịt còn không, từng bảy thôi hả? Ok, để con biết. Gọi cho bạn vô kìa, bà bảy kìa. Không, Du, vợ Du mà. Trời ơi. Bà thấy cha quay, bà chưa được lên phim. À, nếm thịt. À. Trời chuẩn bị đổ cơn mưa nữa sao vậy? Quay coi. Cũng được. Được hay không được chứ không cũng cũng. Em làm gì vậy? Vô đi, của nó vô được rồi. Cắt ra hả? Cắt để vậy luôn chưa? Cắt ra đi cho khỏi mất công phải dùng nĩa dao. Cắt vừa miếng ăn đấy. Vâng. Khỏi mất công dùng nĩa dao, mất công này. Hào nữa. Cũng phải cùng dùng nĩa để mà gắp như. Có đũa đó, có đũa. Chất lượng à? Bỏ chất lượng là. Vâng. Mày tay rửa chưa ông? Tay trước khi làm con rửa rồi, dùng có bếp. Có xà bông không? Không có xà bông. Thế bóc gì đất mà. À. Mới rửa tay bóc mưa xé mực xong. Nếu mà không cho muốn cho khách ăn mới thì tắm nước rồi. Thôi, nhưng còn mà tay mà chưa rửa là không ăn đâu. Cái nĩa này này. Dạ. Hồ. Giữ con ngồi đây nè cho đỡ nắng. Này Vũ giới thiệu người mới đi hen. Ừ. Có đôi lời phát biểu welcome chị hoặc là như thế nào đây? Cô giáo ở Việt Nam đó cha. Dạ, thì chưa nghe, chưa biết. Tí nữa Vũ sẽ có một bài giới thiệu. Ngắn thôi, 10 phút thôi. Nó có gì đâu. 10 phút thì không có.
Trang YouTube nổi tiếng YouTuber đây. Hôm nay đi câu quay được khá clip. Vô chỉ có Vivu Man. Nó tay nào, trời ơi tay. Chuẩn bị ra mẻ nữa, cứ để kéo đó, chuẩn bị ra mẻ nữa sẽ cắt. Thịt bò này phải ăn nóng rồi, ăn liền luôn này. Không, thịt bò không khô, bò này chất lượng thứ nhất này. Không khô, khô hả? Dạ. Rồi có cả rong biển cuốn nữa kìa, trời ngon. Rong biển cuốn thì không làm trước, để mọi người tới làm để ngồi hết ngon. Nướng nhỏ. Đâu? Mấy đứa bé đâu hết rồi? Đi chơi. Chơi hết à? Đúng không? Mùa hè đi chơi hết à? Hôm qua đây có bắn pháo bông không? Bắn ở nhà hàng á. À vậy hả? Cho khách vô tới 10 giờ đóng cửa không cho khách vô, chửi ông sư bí tỏi hết. Dạ, khách chửi hả? Đâu có, mình chửi mẹ giờ này mà cửa vô giờ này. Đông vô quá thì đông, cứ vô hoài. Nước vô hoài à? Đang mở đâu anh ơi? Tới chưa? Ồ, lâu quá vậy, sỉnh hết trơn rồi. Nhờ nhà hàng là nhờ cho mạnh nhờ. Đâu rồi? Mát tay à? Đi chơi chứ. Thằng thua cách phục vụ mới chất lượng. Đi chưa? Là thành công thôi, ngon mới là yếu tố thứ ba thôi. Sạch sẽ xe hit and run. Nó nhìn vào xe mình nó thấy đó là xe thằng cái đụng không gần như xe mình đụng gần như thẳng mà mình kém được. Bảo hiểm lên không nhưng mà khoảng tháng nó để họp bên mà hồi đó đúng là siêu ủng đó người kháng mà đấy nó chịu khó nó chụp bài tấm hình thì tấm hình thắng. Nay chỉ quý uống rượu đỏ đi mời thành viên mới trong gia đình. Cuối cùng nó rượu đỏ cái đó không phải rượu, cái đó là nước giải khát thôi. Bỏ lên thì đi qua cái đường của người. À đúng rồi. Bà khi cần cảnh sát nó bị họp. Đây cho em lại cái cho lấy thêm là cho năm cưới luôn đây. Lúc đó nó mới thì lúc đó nó mới vẽ cái này con đường mà mình xa lỗi, còn thí dụ mình xe mình bỏ lên đây nó gọn như này là nó động thì tức là thằng kia chạy qua lấn qua mình nó động chứ đâu phải là nó động mình. Cái nhỏ đa nó vẽ là nó vẽ hương luôn, cuối cùng là mình phải thường cho bên kia mua ba chai bên ngon vậy thường bên kia còn xe mình tao đi bỏ luôn rồi không nhậu hết rồi. Bên đây nó khác cái chỗ là thường hai xe mày trái thì phải nó thường thường lúc hai xe luôn vậy cha. Ờ bên đó tùy mình mua còn đó bạn đó mua bạn mà hạ thường hai xe bây giờ đang đói này đang đá này đây là mua một xe thì nó một cái loại bảo hiểm giống như vậy mà thường hai xe trái phải đóng thường hết cho nên đi ăn máy à cứ thoải mái. Bây giờ ra mua 2 triệu nó không bán luôn à. Bây giờ ra mua nó có là mình mua thường cho xe người ta thôi, coi như thường cho xe mình, nếu mình muốn mua nó bán rất là mắc. Ví dụ bây giờ cái xe mình đó, như hôm rồi có một người đó là con Nhi nó bị động á, từ ra 1.800 ở lên 4.000 mấy. Mà xe không sửa được chứ. Đó. Đúng như tôi thật. Xe không làm sửa luôn. Đó. Đó xong rồi đến hồi nó đến lúc mà nó ra ngoài đó nó đi mua bảo hiểm lại đó, lúc đó mình xong nó ngồi. Nó có một cái bà kia bà một năm thì bà được 3 lần 8.000 mấy. Họ đi xe. Nó lâu rồi là con đi đó hả? Vậy thì chắc mai mốt có phải mướn người lái xe chở con đi học. Họ đi xe hơn chứ không lẻ hơn là mua mua bảo hiểm. 8.000 mấy mướn người mua lái cho bảo hiểm. Mua thêm cái xe nữa thì thôi mua gì. Đó 8.000 mấy đó là tiền nó mua đủ mướn xe để người ta chở mình đi học rồi. Hỏi tốn xăng.